Khỉ con gây họa. Cố lên, cố lên, cố lên. Sao cậu để mất bóng vậy hả? Nhanh lên, không thua bây giờ. Không thể nào, bàn thắng đấy phải là của mình. Cố lên, cố lên. Khỉ con giỏi lắm, khỉ con giỏi lắm. Sao tự dưng cậu lại ngã vậy? Hình như có quả khô rơi trúng đầu làm tớ phân tâm. Khỉ con giỏi, khỉ con giỏi lắm. Khỉ đã ăn gian. Vừa rồi khỉ đã nhặt sỏi ném sóc, làm sóc ngã để giành bóng. Cũng phải, tự nhiên sóc lại ngã một cách bất thường. Có thật cậu đã ném sỏi vào sóc không khỉ? Sao cậu phải làm thế chứ? Tớ vì chiến thắng mà cậu ném sỏi vào sóc. Nhỡ bạn ấy có bị làm sao thì biết làm thế nào? Khỉ hãy xin lỗi sóc đi. Đúng rồi, đúng đó, khỉ sai rồi. Tớ không có ý xấu. Trong làng có biến, các con vật mau trở về làng. Sắp tới sẽ có một tai họa thiên nhiên. Mưa rồng rã, nước từ thượng nguồn sẽ đổ về đây, gây lũ lụt lớn đó. Biết làm thế nào bây giờ? Làng ta đã bao giờ lụt đâu. Chúng ta phải gấp rút xây đê đắp đập cả ở hướng đông, tây, nam, bắc của cả ngôi làng. Thời gian gấp rút như vậy, với quân số của làng thế này, làm sao chúng ta xây kịp đê? Đúng rồi, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài cách đồng lòng gắng sức xây đê đắp đập. Chắc chắn là chúng ta có thể làm được. Tôi tính thế này, với ba điểm bắc, tây, trung là những nơi cần bờ đê rộng, người lớn chúng ta sẽ tập trung xây đê đắp đập ở đấy. Còn lại điểm đông bé hơn nhiều thì để đội thiếu niên. Tôi nghĩ nên để khỉ con làm đội trưởng đội thiếu niên. Về trí tuệ, khả năng thì khỉ con là nhất. Chúng tôi rất an tâm để con mình đi theo. Cứ thống nhất như vậy, bây giờ ai về nhà nấy, gấp rút chuẩn bị để sớm mai lên đường. Một, hai, một, hai, một, hai. Thưa đội trưởng, cậu có việc gì cho tớ làm không? Cậu thấy đó, ở đây chả có việc gì dành cho cậu cả. Trong chiến thắng của ta, không bao giờ có thêm cậu Kiến ạ. Nhờ sự chỉ đạo tài tình của khỉ mà chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta phải tổ chức tiệc mừng thôi. Chưa được đâu, có rất nhiều kẻ hở nhỏ ở đây. Nếu nước lũ đến, đen qua các kẻ hở này có thể làm vỡ đê. Dễ thôi mà, chỉ cần trám kín các kẻ hở đó là được. Đúng, con vật thích hợp nhất có thể làm việc này là Kiến. Chỉ có Kiến mới có thể leo vào những kẻ hở để trám kín chúng thôi. Vâng, các bạn đã làm việc vất vả rồi. Giờ đến lượt tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn. Không được. Tôi thấy Kiến chẳng thích hợp với công việc này chút nào. Chính tôi và gà sẽ trám kín các kẻ hở. Nhưng... không nhân nhiết gì hết. Nào gà, đi theo tôi. Vâng, thưa đội trưởng. Không biết khỉ và gà đã làm xong chưa? Xong rồi, thành công rồi. Xong rồi, khỉ giỏi lắm. Gà giỏi lắm, chúng ta giỏi lắm. Ba ơi, cứu con. Ôi, mẹ ơi. Nào, nói cho ta biết tại sao xây đê xong rồi vẫn bị đổ. Thưa bác, vì khỉ đã không cho Kiến trám kẻ hở còn sót lại, mà khăng khăng để tự mình làm. Khỉ con, tại sao con không cho Kiến làm? Vì Kiến đã làm xấu mặt con trước các bạn. Giờ con thấy rồi đấy, công sức của các chú và các bác và cả của các con nữa đã đổ sông đổ bể hết rồi. Mọi người đã tin tưởng con. Con vì thù án riêng tư mà không cho con người khác có cơ hội được làm việc, gây ảnh hưởng đến công việc chung của tập thể. Thiệt hại cả làng phải chịu, kể sao nổi đây. Con xin lỗi thầy, con xin lỗi các cô các bác, xin lỗi các bạn. Viên uống Omega 369 Royan cho trái tim bền miễn, cho mắt sáng tinh anh. Royan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sun Pharma. Cơ hội cuối cùng. Hẹn mình đến đây mà giờ vẫn chưa thấy mặt nữa chứ. Ôi, chuyện gì thế? Alex, là anh đấy hả? Jenny, anh có chuyện muốn nói. Alex,
xin anh đừng nói gì cả. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Em muốn chúng ta chỉ là bạn. Anh còn muốn em nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu ra vấn đề này. Jenny, đợi anh. Chờ anh một chút đã. Mọi người đã cập nhật tin hot ngày hôm qua chưa? Có một vụ cầu hôn vô cùng lãng mạn ở quảng trường. Cậu đi lấy tin mà chỉ nhặt được tin cũ rích của ngày hôm qua à? Mấy vụ như thế báo mình không đưa tin đâu. Nhưng đặc biệt ở chỗ là nhân vật chính là một trong những người phụ nữ xinh đẹp ở đây. Ai vậy? Honey của em. Anh ăn đi. Cái gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra ở nhà tôi? Giờ này đáng lẽ anh phải ở cơ quan chứ. Em bảo đi công tác 2 tuần cơ mà. Đáng lẽ chị nên trở về đúng thời điểm, để không phải nhìn thấy cảnh này. Cô. Sao nào, anh ấy không còn yêu chị nữa. Đừng có níu kéo. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Cậu lại từ chối Alex đó hả? Một người chăm sóc và chu đáo với cậu như thế, không ngày nào không chờ đợi cậu, lo lắng và chăm sóc cho cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất, dành trọn cả tấm lòng cho cậu. Cậu không cảm động ư? Cảm xúc của mình không còn quan trọng nữa. Cái chính là niềm tin của mình đã bị đổ vỡ. Như ly nước đã vỡ thì không bao giờ lành lại được cả. Từng mảnh vỡ vẫn cứa vào tim mình. Đau lắm. Mình sợ lại tiếp tục đi vào vết xe đổ. Thôi nào, đây là lần cầu hôn thứ mấy của Alex rồi nhỉ? Hơn chục lần chưa? Thôi, không đùa nữa. Anh ấy đã bị mình từ chối rất nhiều lần rồi. Chắc sẽ bỏ cuộc thôi. Làm việc đi. Hai cô đứng đó làm gì? Mau vào phòng họp gấp. Đang có tin về Bảo Thuyết ở các bang phía Bắc đây. Jenny. Bảo Thuyết lớn quá. Quay lại căn cứ. Ngày mai sẽ tiến hành tiếp. Cái gì? Sao các anh lại bỏ về trong khi còn chưa tìm được người? Cô ấy làm sao có thể chịu được thời tiết này qua đêm? Cô ấy là một phóng viên giỏi. Cô ấy đã mạo hiểm đi đưa tin. Mà tại sao các người lại bỏ mặc như thế? Trời gần tối rồi, anh cũng thấy đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, không thể nào mạo hiểm được. Vậy thì tôi sẽ đi tìm tiếp. Anh thật là liều lĩnh. Quay lại ngay. Jenny, em đang ở đâu? Jenny, em phải không? Jenny, em cố chịu nhé. Lạnh quá. Cố lên em, đừng ngủ nhé. Jenny, nếu em đồng ý thì đây là lần cuối cùng anh cầu hôn em nhé. Em có đồng ý là vợ của anh không? Nếu chúng ta có cơ hội sống sót, anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng anh làm phiền em. Vậy nên em phấn chấn lên để còn từ chối anh nhé. Jenny, không được ngủ nhé. Alex. Cậu tỉnh rồi đấy à? Cậu có biết mình đã làm bao nhiêu người lo lắng không? Cậu đã ngất đi mấy ngày rồi đấy. Alex đâu? Mình đã gặp anh ấy hay mình nằm mơ? Alex, anh ấy đã ôm cậu giữa cơn bão tuyết cả giờ đồng hồ. Rất may đội cứu hộ đã quyết định cố gắng thêm để tìm được hai cậu đó. Thế hóa ra mình không nằm mơ. Anh ấy đã cầu hôn mình lần cuối cùng. Mình không còn cơ hội để nhận lời rồi, phải không? Là lần cầu hôn cuối cùng mất rồi. Đúng, lần cuối cùng. Và hôm nay là hạn cuối. Em đưa ra câu trả lời đi. Jenny, dù xứ sở nơi con tim em có tuyết rơi dày bao nhiêu, dù có bão lớn đến bao nhiêu, thì cả đời này anh nguyện là người thợ dọn tuyết cần mẫn, từng chút một, dọn hết tuyết rơi nơi đó, để nơi đó về sau chỉ tràn ngập nắng ấm. Viên uống Omega 369 Royan do trái tim bền miễn, do mắt sáng tinh anh. Royan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Bản nhạc cuối cùng. Người ta bảo hạnh phúc là khi mình có một công việc để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hy vọng. Thế em có thể biến anh thành người hạnh phúc được không? Đeo cái này để đừng có ai vo ve quanh em nữa. Gì vậy anh? Trong hộp là hai chiếc nhẫn cặp bằng bạc lấp lánh. À ha, anh định đánh dấu chủ quyền hả? Còn lâu nhé.
con gái người ta không dễ để anh dụ đâu nha. Ngày mai ông nội và ba mẹ anh từ nước ngoài trở về, họ muốn được gặp con dâu tương lai. Tối mai em không bận gì chứ? Sao bất ngờ vậy anh? Em chưa có chuẩn bị tinh thần gì hết. Thì chúng mình yêu nhau cũng 2 năm rồi. Lần này về nước, cả gia đình muốn được gặp mặt em, xem có thật xuất sắc như những gì anh kể không. Anh dám trêu em hả? Nhân vật chính cuối cùng đã đến. Em hồi hộp muốn chết. Anh đừng có trêu chọc em nữa. Cháu chào hai bác ạ. Chào cháu. Cháu dâu của ông đã đến rồi sao? Đây là ông nội anh, người nóng lòng muốn gặp em nhất đó Minh. Nội, nội đừng bỏ con. Đây chính là người... Cháu chào ông ạ. Dạ, con nghe anh Văn nói, ông mắc bệnh khó ngủ, con xin tặng ông đĩa nhạc này, toàn các bản nhạc ru ngủ đó ông. Cảm ơn con nha, Minh. Nhất ba nhé, vừa về nước đã có cháu dâu chu đáo thế này. Minh là nghệ sĩ dương cầm, ngón đàn của cô ấy rất tuyệt đấy ạ. Coi kìa, đã khen bạn gái tới tấp. Dạ, con chỉ là đam mê âm nhạc, chứ không có giỏi giang gì đâu ạ. Tốt quá, ngày trẻ ông cũng mê đàn lắm. Chừng nào rảnh, con tới chơi nhạc cho ông nhé. Dạ vâng ạ. Minh à, đĩa nhạc của em hiệu nghiệm thật đấy. Gần đây ông nội ngủ ngon giấc hơn hẳn. Đúng đó, nội cảm ơn con nha. Vậy thì tốt quá rồi. Hôm nay con lại mang đĩa nhạc mới tới cho ông nội này. Em nhìn này, anh đã mua đàn để em chơi cho nội nghe đây. Cây đàn đẹp quá. Hay tuyệt, cháu rất có tài đấy Minh. Nếu ông thích, cháu sẽ thường xuyên tới đây chơi nhạc cho ông nghe ạ. Ồ, Minh à, hôm nay cháu tới, Văn lại đi vắng rồi. Vâng, cháu biết, cháu tới chơi với ông ạ. Cái thằng nhỏ này, nó làm phiền cháu rồi. Ông đừng ngại, cháu cũng muốn tới đây chơi với ông mà. Cảm ơn cháu. Ông ơi, hôm nay con mới sáng tác một bản nhạc, con muốn chơi cho ông nghe thử. Con còn biết sáng tác nhạc nữa à? Cừ lắm nghe. Vậy con chơi ông nghe thử nha. Minh, con là ai? Sao lại biết bản nhạc này? Ông vẫn nhận ra bản nhạc này sao? Đây là bản nhạc bà ấy. Sao con lại biết? Phải, ông vẫn nhớ nó là của nội tôi viết. Vẫn còn chút lương tâm đấy. Ông có lỗi với bà ấy. Đúng, chính ông đã hại bà nội tôi. Bao nhiêu năm nội viết nhạc, chơi đàn ở quán để nuôi ông ăn học, để rồi bị ông phản bội. Nội đã đau lòng đến nỗi tự tử bất thành. Tôi đã có lỗi với bà. Tại sao một người như ông làm khổ bà tới vậy, mà bà vẫn thương nhớ cho tới tận cuối đời. Trước khi nhắm mắt, người mà nội nhớ đến lại chính là ông. Ông nội tôi vì quá đau lòng mà cũng mất đi sau đó. Tôi căm thù ông. Vậy cháu và Văn... Văn chỉ là công cụ. Minh, em nói gì? Văn, anh... Ông đau tim quá. Thôi. Trước khi mất, nội đã trăn trối lại rằng đừng có ai trách móc gì em cả Minh à. Em không ngờ sự việc... Mục đích trả thù của em đã đạt được, em phải vui chứ. Nhưng có một sự thật chắc em chưa biết, nội mắc chứng vô sinh, ba mẹ anh chỉ là con nuôi. Vậy nội bỏ đi là vì... Minh à, ôm lòng hận thù, hẳn em đã đau khổ lắm. Phải chi em mở lòng hơn với anh, mọi thứ đã khác. Có lẽ chúng mình cần thêm thời gian để chữa lành vết thương này. Em xin lỗi.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.